Quý khán giả và các đồng chí thân mến, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, mà trực tiếp là lực lượng trên biển và ven biển. Xây dựng thế trận lòng dân trên biển là nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trên biển để phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước từ hướng biển. Rất là cảm động, rất là đồng cảm và chia sẻ với lực lượng cảnh sát biển. Các anh đã không cái quản ngại khó khăn gian khổ, xa đất liền, xa gia đình, xa vợ con, hàng tháng trời mà lên đêm trên biển để bám biển. Lúc nào em cũng nhớ ơn mấy anh cảnh sát biển. Em cũng như là sống là lần thứ hai. Yên tâm hơn rất nhiều. Lúc gặp được mà hải quân Việt Nam mình với cảnh sát biển đồ là mừng lắm, bởi vì có mấy anh em bên cạnh rồi đâu có sợ nữa. Nếu ở trên mà triển khai mà ra vùng biển cùng chia sẻ các cách để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Người dân là cần cái điểm tựa khi khai thác trên biển, và khi mà chúng ta có công tác tuyên truyền vận động tốt thì người dân cũng sẽ trở thành một chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Cảnh sát biển Việt Nam thực sự là bờ vai vững chắc, tạo thuận lợi nhất để ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc. Hiểu rõ tầm quan trọng của người dân trong việc chung sức đồng lòng cùng các cơ quan chức năng trong thực thi pháp luật trên biển, cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo của Tổ quốc. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng với bà con nhân dân, người dân trên các vùng biển đảo, cũng như nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển, xây dựng tình yêu biển đảo quê hương trong mỗi người dân. Do tính chất đặc thù cho nên các hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam thì đều gắn liền với người dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển, đây là một cái yêu cầu tất yếu khách quan, là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên quan trọng của Cảnh sát biển Việt Nam. Với nhận thức đó thì chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng cái thế trận lòng dân ở trên biển, thông qua các cái chương trình, các cái kế hoạch hết sức cụ thể, và lấy cái việc xây dựng thế trận lòng dân là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Cụ thể, trong 5 năm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức 98 đợt công tác cảnh sát biển đồng hành với đồng bào dân tộc tôn giáo, 80 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, và đặc biệt hơn 355 chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân đã được tổ chức trên khắp cả nước. Hơn 37.000 suất quà tặng được trực tiếp trao đến các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Gần 11.000 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, cấp phát hàng trăm ngàn tờ rơi tuyên truyền các loại, trao tặng 135.000 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật phẩm khác với tổng giá trị hơn 67 tỷ đồng. Đây chỉ là những hoạt động nổi bật mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã nỗ lực thực hiện, đồng hành cùng ngư dân, nhất là ngư dân trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc. Những con số góp phần minh chứng cho những nỗ lực không ngừng, biến quyết tâm thành hành động cụ thể của toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Trong cái thời gian vừa qua, thì Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết với Ban Thường vụ của 28 tỉnh thành ven biển về việc là Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành với ngư dân và các cái cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, rồi là giáo dục, tuyên truyền, phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đặc biệt, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân từ khi ra đời năm 2017 đến nay đã trở thành một cái tên thân thuộc đối với người dân cả nước và hàng triệu ngư dân Việt Nam. Từ những tờ rơi trao tay, những tấm áo phao, tủ thuốc, cho tới những lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, theo những con tàu cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Hành trang họ mang theo còn có sự hiểu biết về pháp luật, để mỗi hành trình ra biển là một hành trình đầy vững vàng, tự tin, làm giàu từ biển đảo quê hương,
cũng là hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đầy tự hào. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biển là sự khẳng định chủ quyền của mỗi con tàu trên vùng biển quê hương mình. Đó cũng là sự ghi nhớ rằng, trên biển của mình, người dân không hề đơn độc. Bà con hiểu rằng mình có thêm chỗ dựa vững chắc trên biển để tự tin vươn khơi và sẵn sàng đóng góp sức mình, trở thành một phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước mình trên biển. Những khó khăn của cái xây dựng thế trận lòng dân ấy, thì trong cái điều kiện mà chúng tôi là lực lượng còn mỏng đấy, và bà con hoạt động ở trên cái vùng biển rất là rộng lớn đấy, và trong cái điều kiện mà chúng ta phải làm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, vì đây cũng là những khó khăn rất lớn đặt ra cho chúng tôi. Thế thì chúng tôi thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt một số cái biện pháp sau. Thứ nhất đó là chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của các cái cấp ủy chỉ huy rồi cán bộ chiến sĩ của trong toàn lực lượng về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc xây dựng thế trận lòng dân trên biển này, và từ đó thì cũng yêu cầu thế rồi là đặt ra cái mong muốn, cái yêu cầu, cái tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, rồi là của cán bộ chiến sĩ trong việc tham gia cái việc xây dựng thế trận lòng dân này. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh cái việc thực hiện cái chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân mà cảnh sát biển Việt Nam đã ký với 28 tỉnh thành ven biển, với những cái chương trình, những biện pháp hết sức cụ thể, thiết thực. Và cái thứ ba đó là chúng tôi sẽ hướng đến cái việc đó là sẽ phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tiến hành công tác dân vận của cảnh sát biển Việt Nam để hướng mạnh đến bà con ngư dân. Đây là những đối tượng trực tiếp góp phần xây dựng thế trận lòng dân ở trên biển. Bất kể ngày hay đêm, bất kể trong điều kiện thời tiết xấu, những con tàu của lực lượng cảnh sát biển vẫn canh trực tuần tra kiểm soát thường xuyên liên tục, nhất là trên các vùng biển trọng điểm, bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế của Việt Nam trên biển. Hình ảnh này có thể nói sẽ mãi mãi trở thành hình ảnh biểu tượng của những người lính cảnh sát biển Việt Nam trong hành trình giành giật sự sống cho người dân giữa bão tố biển khơi. Còn biết bao cuộc vật lộn trong sóng gió biển cả như thế, những cuộc giải cứu nghẹt thở và hạnh phúc vỡ òa. Tính thì nếu về tối lại thì kiếm dây rồi 12 người đó cuộn dây với nhau, cuộn đi. Đó, để kết dây rồi. Đó, là ví dụ có gì vậy là để chết, là chết hết luôn. Là ví dụ tàu thì họ gặp này, họ gặp hết kê 12 cái xe luôn. Em vẫn bán đường đi, đường nó cũng như là không có nghĩ là mình sẽ bao giờ. Nếu mà không có cái anh thì em cũng chưa chắc là có ngày hôm nay hay không. Hành trình trang bị kiến thức, nâng cao hiểu biết, bồi đắp tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước đến từng người dân, góp phần quan trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn đang được Cảnh sát biển Việt Nam nỗ lực thực hiện hiệu quả hơn nữa. Hội nghị rút kinh nghiệm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân được tổ chức trực tuyến đến 12 điểm cầu trong toàn lực lượng. Hội nghị ban chỉ đạo, ban nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo được tổ chức cuối tháng 5 năm 2024. Cùng với đó, những chuyến tàu của các vùng cảnh sát biển nối dài chuyến đi trong hành trình đến trái tim người dân qua hành trình chở nước ngọt đến với bà con vùng hạn mặn, mang theo sự sẻ chia của những người lính biển. Bây giờ ở đây là nước rất là mặn mà bà con người ta không có nước dùng. Giờ về đây là ủng hộ bà con rất là vui mừng, phấn khởi, rất là phấn khởi. Rất vui khi được cảnh sát biển đã đến đây hỗ trợ nước cho bà con ở đây. Và được cái sự quan tâm của cảnh sát biển chúng ta phối hợp với địa phương để giúp cho bà con trong cái giai đoạn này, tôi thấy rất ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt cái công tác chăm lo cho người dân, đặc biệt là người dân trong cái vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Những con tàu cảnh sát biển vẫn tiếp tục nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, giữ gìn trật tự an ninh an toàn trên biển, đồng hành cùng ngư dân tiếp tục giữ vững và phát huy thế trận lòng dân trên biển. Và bằng những việc làm thiết thực của mình, tất cả đã tạo nên những dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân về hình ảnh của người lính biển thời bình, cũng như khơi gợi trong họ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, dựng lên những tấm khiên xanh bảo vệ ngư dân, làm điểm tựa vững chắc để bà con vững tin vươn khơi bám biển, cùng cơ quan chức năng giữ vững biển trời Tổ quốc.